Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá gửi lời chúc sức khỏe cả nhà đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay xin phép giới thiệu một con em Agirang DH3006. Ngoại hình thì nó cũng còn tương đối được ha. Con này đã mắc cái đĩa. Nói chung là con này bị lỗi nha, không ra hình, không ra tiếng. Có là hỏi là nó do hư cái này, nói chung là ghim vô không ra hình, không ra tiếng nha. Kết nối tivi quy sau cái lỗ đó không ra hình, không ra tiếng. Còn cái thứ hai nữa là lấy cái hộp đĩa nó ra nè, mà nó không có nhận đĩa luôn nha. Nó không có nhận đĩa luôn. Nó không đọc á. Nghe đồn thì con này là dùng ổ CD, có ổ cứng á. Ổ cứng đây nè. Ổ cứng của cái lắp mấy cái thùng CPU gì đó. Con này thì em... theo em thấy thì nó có sửa chữa nha quý khách. Cái con này nè, thấy nó lậu quắc lậu quơ nè, một cái nè, cái chỗ này nè, em không có gành về điện tử ha, chỉ biết vậy thôi chứ không có sửa chữa mới nè. Câu dây con nhợ làm lấy gai được, còn mấy nay thì thua rồi. Nắp thì còn ok, cũng nặng lắm ha. Rồi đó, ơi anh em cô chú anh chị em nào có mua về sửa chữa lấy thịt lấy gì đó, lấy hay là mua lấy bộ nguồn hay gì đó, hay là xài hay làm gì đó thì liên hệ em ha. Con này em bán giá công khai là 200.000, chưa bao gồm phí ship ha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube Chợ Tốt, Messenger giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Mấy cái số này bấm nó còn bấm được nè.